Môi hỗn hợp này để qua đêm, môi thâm cỡ nào cũng sẽ đỏ hồng ngay sáng hôm sau. Nguyên liệu: đường cát. Mật ong. Rau húng lũi. Rau mùi ta ngò. Một phần ba quả chanh. Chén thìa. Tăm bông, bông tẩy trang. Cách làm: để làm hồng môi, chúng ta cần hai hỗn hợp, một chén để tẩy tế bào chết và một chén để làm sáng môi. Bắc hỗn hợp: một hỗn hợp tẩy da chết cho môi. Cho hai thìa cà phê đường. Thêm 2 thìa cà phê mật ong. Một thìa cà phê nước cốt chanh tươi. Rồi dùng thìa khuấy đều để các nguyên liệu hòa quyện hết vào nhau thành một hỗn hợp sền sệt là được. Và rau húng lũi nhặt bỏ bớt đi phần cuống già cùng lá úa rồi rửa sạch và để ráo khô nước. Sau đó cho rau mùi và rau húng lũi vào khối giã nát. Lưu ý, bạn có thể lọc lấy nước cốt của hai loại rau này trước khi trộn đều cùng các nguyên liệu còn lại để sử dụng sẽ hiệu quả hơn. Cho một thìa cà phê mật ong vào. Còn lại cho 1/2 thìa cà phê nước cốt chanh tươi vào và dùng thìa trộn đều lên. Lấy bông tẩy trang trà nhẹ lên môi, giúp làn da môi được mềm hơn. Bước 2, sau đó bạn lấy bát hỗn hợp một thoa lên môi rồi dùng bông tẩy trang trà nhẹ lên da môi. Điều này giúp lấy sạch đi lớp tế bào da chết cũng như bụi bẩn trên da được hiệu quả hơn. Bước 3, cứ chảy như vậy từ 1 đến 3 phút thì lau sạch bằng bông tẩy trang. Hỗn hợp ở bát thứ hai thoa lên môi, đồng thời mát xa nhẹ nhàng. Đến khi hỗn hợp trên môi khô lại thì thoa thêm một lần nữa. Bước 5, cứ để nguyên hỗn hợp hai lên môi cho đến sáng và chỉ cần rửa sạch bằng nước lạnh để đôi môi thêm căng mọng là được. Nên sử dụng phương pháp này vào buổi tối để môi trở nên hồng hào một cách nhanh nhất, vì đêm là lúc làn da tái tạo tế bào mới. Chú ý nho nhỏ, không nên sử dụng son chứa chì hay các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, tránh gây đến tình trạng đổi màu hắc sắc tố làn da môi. Cảm ơn bạn đã xem video và đừng quên đăng ký kênh để xem nhiều video hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại!